Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hiên đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video mới của mình. Nhưng mà trước khi bắt đầu video này, các bạn biết làm chậm đó chính là để lại cho mình một nút like, một nút share để ủng hộ video cho mình. Và đừng quên đăng ký những thành viên khác nha. Và đừng quên kéo xuống dưới và nhấn ngay đăng ký cho mình đi. Bởi vì theo thông số thống kê của YouTube, hiện tại chỉ có 5% là mọi người đang coi video của tôi đã nhấn nút đăng ký thôi. 95% còn lại là chưa nhấn đăng ký hay gì hết. Nên các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký đi nha. Mình sẽ rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều đó. Trời ơi nè, các bạn lên đây nè, mình coi các bạn coi. Hôm nay tình hình thằng Huy nó mới mua xe mới nữa không? Quá trời ơi. Ơi, khoe rồi luôn. Từ từ. Sao vậy? Mua biết nhiêu bao nhiêu tiền. Trời, chắc ngồi trên mũi xe chụp tấm ảnh hả? Cảm ơn thôi, chụp tấm ảnh thôi. Đây nha, không được. Dạ, đẹp quá vậy. Đó mày thấy không? Mới mua siêu xịn luôn, mua hả? Cả mấy chục ôi, một chiếc xe rồi. Rồi, mình xuống dưới để mình thực hiện một cái trò này thôi. Được rồi, ok. Rồi, lấy. Rồi, đi ra rồi đó coi. Hôm nay tiếp tục cái trò gắn cam lên người đó các bạn. Ủa, mấy bạn ơi. Ủa nhà nói gì vậy? Nói gì đâu, dạ. nói gì đâu nào? Ôi, không phải tôi, Huy á. Ủa, sao không có còn ai ta? Đi xuống ơi. Abi, Phi Núp, Tô Gà, Cầu Riêng. Chắc là quỷ Abi chưa nữa. Mày ơi ư là trời. Lộn bài gì vậy? Ai vậy? Em ném đá cho tôi vậy? Hả? Đúng rồi, Huy á. Mày ném đá cho em không? Ủa, Nabi rồi, Nabi rồi. Huy á, chắc ngủ chưa? Thôi bây giờ mình vô nhà hỏi bạn ơi, ở đây tụi nó ồn quá. Gì rồi? Được rồi, okay, mình rồi. Để coi coi, táo cái cam. Một. Ủa, hình như thiếu ai ta? Abi nè. À nội nó thiếu con quỷ zombie rồi. Ui được rồi. Trời ơi, xe đen lên lên rồi. Có một cái. Trời ơi. Có thấy ghê. Ôi, giùm mày. Áo. Ôi, tụi em nói nghe này gì không? Nghe này. Đi ra đâu? Tao đánh gì? Bây giờ mình mới đi về thật sự nè các bạn. Được rồi. Đi về đó kìa. Ôi, nó đánh tôi. Rồi, thấy tôi xử nó nghe. Nhớ nghe. Ok, bye bye. Okay, tiếp theo là mình sẽ lấy cái này đó. Đây chính là gọi là một cái xét của mình như lần trước các bạn nhớ không? Nhưng mà lần này khác. Ôi ơi. Gì? Mượn xe chạy cái ơi. Thôi mày mượn xe mày phá nữa. Đi ra cho mày. Ôi. Đi ra. Ôi đi mất xe rồi. Đùng ba đùng. Để dựng hiện trường liền. Xúc, nằm xúc. Nghe đây rồi, đây rồi. Người bạn phải đi thuyền. À, xe tới đây rồi. Xin là xin vĩnh biệt cô. Trời ơi. Ủa, làm cái gì vậy? Có làm gì đâu mày, tao mới chạy tới mình đám đầu mày chưa. Bớt, mày bớt dịch chúa rồi nha chắc. Làm cái gì vậy? Ôi, Huy là Huy, trời ơi. Không ngờ luôn Huy. Chiếc xe là mày nữa, tao nghi ra vậy luôn hả? Không sợ tao bây giờ vậy, ông làm như vậy mà coi được hả? Ôi trời ơi, giờ sao đây? Không có sao nha. Xét lại đi đó Bi, kêu cảnh sát lại đây bắt đầu Huy. Kêu xe cứu thương tới đi, kêu xe cứu thương. Mày làm cái gì vậy vậy rồi sao? Giờ da bây giờ không còn thở luôn rồi nè. Đâu? Tôi không có làm, tôi không có tâm đó. Đó tôi gã lấy xe cứu thương tới rồi các bạn, mình thấy rồi nha. Ôi, đưa lên, lấy xe. Rồi. Xe ơi. Đâu rồi, Hi-ha đâu rồi? Đây, giờ đem Hi-ha về đi, Được rồi, để đem về. Má thiệt, nó không hiểu được mày luôn á. Gánh đi gái lên cái thiệt đấy nè. Rồi, gì đi. Đừng có đi nữa.
Trời ơi, đem vô xe, đem vô xe cứu rồi kìa. Trời ơi, đi 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 nào. Trời ơi, không biết gì nữa. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Rồi chở tới đâu bây giờ? Trời ơi, có xe cứu thương đi đâu vậy trời? Lại xe nào rồi? Cái này nè nè. Bên tôi vào vô thú yêu không được, không sao không sao. Cái này mình như cái nhà xác kia đó không có gì chứ. Lẹ 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 lẹ. Rồi gì xe vô đi. Rồi rồi. Bưng bưng vô, bưng vô, bưng vô, bưng vô. Lại lại lại. Ê ê, sao đấy rồi? Mày dẹp cái xe lên ra coi. Anh gì tụi nó làm gì? Tụi nó làm gì kìa? Ôi tụi nó đang chuẩn bị cái bệnh viện cho mình luôn kìa anh em. Trời ơi, đúng là không phải chuẩn bị sẵn mấy cái này chứ đợi khi có người bệnh mới đưa vô là sao? Chết trời, chết trời, chết trời. Trời ơi. Nè, đây xác mình đâu ta? Xác mình đâu ta? Ơi, xác mình nó giấu đâu mất tiêu luôn rồi bạn ơi. Trời ơi. Là nó lấy xe cái. Ờ chị che lại, chị che lại. Trời ơi, quên bệnh nhân luôn rồi kìa, bệnh nhân đâu? Bỏ cửa to, bỏ cửa bự ra em bưng vô. Trời ơi, rồi rồi. Rồi rồi rồi, bỏ cửa bự ra. Đưa da vô nè mọi người, nặng quá à. Trời ơi, rồi nó xác mình vô. Nha. Từ rồi ok xong chưa? Rồi xong rồi, xong rồi. Rồi ok. Tuyệt vời. Ê da bự quá, hay là cho nằm ngang lại ra đây đi. Để tôi lấy đồ tôi phẫu thuật. Khỏi khỏi khỏi, em bơi mệt quá, mệt quá. Trời ơi. Nặng lắm nha, nặng lắm mày. Sao tự nhiên cảm giác nhìn thon thon năm mấy ký em ngồi lên 100 ký luôn. Trong này có cái máy nè, trong này có cái máy nè, đúng rồi. Trời. Có, tôi biết, để tôi chích cho nha. Rồi để cho mi cho bác sĩ, cho mi bác sĩ. Ủa cái tiếng vậy? Rồi rồi rồi. Ô nó có tiếng rồi, tiếng gì vậy? Tiếng 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 tiếng. Rồi tiếng đập vô. Dạ dạ. Dạ vậy thôi. Ôi được rồi, được rồi, được rồi. Trời ơi, em dừng lại rồi, tim đập đập rồi. Anh có dạo không? Trời ơi. Cần phải kéo kéo ra. Cái này nó quậy quá các bạn ơi. Ôi. Trời ơi. Bưng lên lại, bưng lên, bưng lên, bưng lên. Ok, tôi bưng lên. Kéo qua hết tay. Rồi được rồi, chỉ dừng, xíu dừng. Ôi ơi là thôi. Con này nó quậy quá bạn ơi, cái xác của mình mà nó giục lên giục xuống kia. Trời ơi. Trời ơi. Ai cho con bộ con dao ơi, nhanh lên. Ôi đồ đồ. Ủa luôn hả? Ôi tôi giật con bộ ai ra cái đã. Ôi cái gì vậy? Ôi ôi nó chặt con gai. Ôi 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 ôi. Ôi trời ơi là trời. Mấy đôi nhịp tim luôn rồi. Phẫu thuật cho mình luôn rồi bạn ơi. Trời không có bệnh oxy sao mà thở được. Ủa đây gì vậy nha. Ồ, máy nó còn kêu, nó còn đánh mình đập. Bắt bụng đi à. Quá trời gà rán luôn á. Trời ơi. Ok ok, để tôi. Để tôi. Đi ra. Đi. Trời ơi. Gì vậy? Để tôi thở. Trời ơi, tôi mà. Tô gà, mày đã bị zombie game rồi đó. Ôi giời ơi. Trời ơi, xong rồi. Sống lại, chết rồi. Chết rồi, giờ sao đây? Để tôi. Why are you gay? Được rồi, tôi sẽ bên nhà giờ xe lăn về nhà tôi. Ông đi ra coi tôi gặp. Ây à, về xe lăn ạ. Đi xin xe lăn ơi. Đi nhà lên xe lăn ơi. Đẩy về nhà. Lên. Cho nha ngồi đã, cho nha ngồi đã Huy ơi. Ok ơi. Cái này quẩy cái xác mình nữa bạn ơi. Ơi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Nằm trên xe lăn hả mấy cha? Ngồi đi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cái xác của mình luôn rồi. Cái quỷ này nó quậy quá hả bạn ơi. Thôi được rồi, để cho nha. Ủa, nghe tiếng gì vậy? Gì vậy? À, nghe tiếng xì vậy. Nổ bình oxy rồi. Dạ, được rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đưa coi bệnh viện khác, đưa coi bệnh viện khác. Giờ sao, giờ sao, lên xe. Không biết vậy. Cái này quậy quá hả bạn ơi. Đi xe dưới nè. Đi về đi. Đi ơi anh Hi à. Ủa này. Ủa. Hả? Ơi da. Ôi đã tôi gặp. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa. Không hả? Mọi người bị gì vậy? Không hả? Ủa vậy tại sao vậy? Ủa để làm chiếc xe ra coi. Ôi, mất rồi. Ủa vậy? Ôi ơi.
Cái này em biết đâu, tao bất tử mà sao tao chết được, tụi mày điên quá. Đi về đi, mấy tụi mày bị điên rồi. Thằng tô gà mất tiêu rồi, tô gà cho tụi mày rồi. Clip này đến đây đi được rồi bạn ơi, tụi này ngu quá dễ bị cho anh hoài rồi. Thôi bạn có ý tưởng nào nữa hãy comment lên bên dưới nha. Còn bây giờ bye bye.